Tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Ngày hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là cụm bơm xăng của Ford Mondeo 2.0 đời 2004. Sản phẩm là hàng liên doanh cao cấp anh em nhé. Với cái dòng sản phẩm này thì nó là liền cụm luôn này. Đấy, anh em nhìn này. Đây. Đấy, quý khách đóng gói của sản phẩm thì mỗi một sản phẩm thì sẽ được đóng gói trong một chiếc hộp giấy như thế này để đảm bảo độ an toàn chắc chắn. Đây chính là cái phao báo xăng của sản phẩm này. Đây là hàng OEM nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng cũng như thời gian sử dụng. Đây là cái mã OEM của sản phẩm. Đây, đây chính là cái rắc điện để báo cái bơm xăng này đây. Bơm xăng điện tử mà. Anh em nhìn nhé. Đấy, rất chắc chắn luôn. Đó. À, về phần cấu tạo của sản phẩm thì là được phần cụm bơm xăng được thiết kế 100% bằng nhựa ABS cao cấp này. Phần motor là gồm những phần để khung để chúng ta giữ motor hay còn gọi là bơm xăng đấy ạ. Đấy, đây là hai cái rắc điện này, âm dương của bơm xăng này. Đây chính là cái rắc để báo lên phía trên, trên hiển thị táp lô là báo cho chúng ta là hết hay còn đấy. Đây, đây chính là cái phao báo xăng của nó anh em nhé. Trong một bộ này thì nó đã đầy đủ rồi. Chúng ta về chỉ việc thả vào là sử dụng thôi. Đó. Đây. Thì vừa rồi em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái cụm bơm xăng của con Ford Mondeo 2.0 2004. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.